ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្ដីពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅតាមមូលដ្ឋាននោះកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានបន្តការងាររបស់ខ្លួនចូលទៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់នៃក្រុងស្រុកនីមួយៗដើម្បីបើកវេទិកាសាធារណៈភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈការអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមកចូលរួមស្ដាប់និងបានដឹងបន្ថែ
nơi sân cắt xe la cầm ra cọng khách xìm riêng. Cô bàn riêng trong bị thịp sắp xáy cô nơi dụ bài phông không miên sắp tập hiếm. Đã miễn cả anh chơi chơi rung bị xâm nạ lục xây coi vị xá. Áp hị bà rông này kênh áp hị bà cọng xìm riêng. Lúc bà rẽ xe này ai phân trên đá đất xe nông cà rông này xe nông cà rà thà nơi cô bà khách xìm riêng. Nâng lục xăm lón cha sân cắt xe la cầm ra. Prompt tiếng miền ca anh chơi chơi rung pi sầm nã lốc chia cấm ca nghiền ở cổ bàn chùm liền bẹ pón. Khnông ca anh vọt cô nơi chiều bài phong không miền sạt tập hiệp. Đã anh chơi một pi snow cà rát ở cổ bàn khai sim riệp. Nâng ở lốc lốc sấy đầm nang mình tì ông cấp hiệp thả bàn bẹ pón. Nâng anh nhà thôn lật thán nâng bông ôn bờ chiều bờ chỉ tràn nét anh chơi chơi rung phong đài. Bọn tôi bị cây pha cống nâng bạc ông bị thi đại lục sầm lón cha sân cắt sạt cầm ra gây ca ông pi phù mệt sáng. Nâng ca áp hiệp nini khnông sân cắt ruột móc. Lúc vừa rẽ xe này tàu tật nà rống, át thị ca krong xìm riêng. Cô bán thua ca bồn chốn, nâng thua ca bộ xài bần thaym nơi lệ khả nạ xâm bạc tàng bạm buôn chán. Rồi bọc hôm không miên xe bạc tập hiếp, chút đọc bông bôn bà chìa bà rõ nơi khăn ông bị thi bà góp đào hiệp xì chùm rớt cực rụp hiếp. Đói khăn ông nô lúc vừa rẽ xe này tàu tật nà rống. Cô bán lợt dốt nơi mùi chùm nạch mặt đón, mùi chùm nạch mặt đón. Một thua cạp sắp xái, đừng thua cạp bộ xái đầm bầy ở bông bà ôn tình ớt. Bán dựa đằng cành tới chấp bác đầm bầy dưỡng ruộng khí nếp bị phía xa rồi còn lưu lọ lọ. Dược tờ ạ nụ vọt bắn tó khăn ông ca bằng ca tụp sẵn. Nâng thua cạp bằng cạp ở bán toàn bề bì lý. Đầm bầy dưỡng thì nịa bán nơi ca cạch bắn thói bắn lầm ở cổ bộ phết. Đà nơi sẽ xa bắn tịch bắn tuốt. Ai ốc bì phông không rồi bỏ dường phong đài. Khi nông đủ đái có miên ca xua xâm nua rồi bỏ bóng bồn bà chìa bà rọt ông bí bánh hạp xe em xếng. Đại cát miên nơi khi nông sẵn cạnh, đại bóng bồn bà chìa bà rọt chù bà tế. Nâng thua ca xâm nông bố, ai ở nhà thô miên xâm mặt tạc kệnh ní níu chùi đọc sài. Bạn tốt bì ở lúc đài chìa vị khâm ơn chùm niên mọc bì xin ông cà rà thát nơi cổ bà khẹt. Thua cả bộ sài bà nhà hà nì nìa, đại bóng bồn bà chìa bà rọt bán thua ca chào xua ở rụi mốc. Lúc sài coi vị xá, áp hị bà rốn nây kênh áp hị bà krong xìm riếp. Cô bà mi bà xác bên trẻ thà cổ bầm nông đã xâm mặt tạc kệnh nâng ảnh nhà thô miên xâm mặt tạc kệnh. Cô rộp lụm đập thân hạ đại bẹ bòn khăn ông ca bàn riêng chấm thua bị thị ní láng cư đâm bây bà một bộ đầm miên nâng chẳng đơn ông bí thân đập hiệp. Tư tới đại miên ca khóa khát khăn ông bà lợi than chung bù ca ảnh vọt cô nơi dụ bài phông khô miên xâm mặt tạc hiệp nỉ. Lúc xảy coi vị xá của bà bên trẻ bàn thay em từ càng bóng bóng bà chìa bà rọt thà lẽ cả nạ xâm bắt phông không miên xâm mặt tạc hiệp tàng bà buôn chán. Cứ bà chìa bà rọt miên tù nì tì giang xâm khăn ná khăn ông cạp bà đào bộ đầm miên. Có đôi chìa ca cho rùm xa hạ ca ca phía tục sát nơi bánh hà tình ní. Chìa bí xe chào lúa chào plón cường nhiên nâng lộ bài xì xong chìa đám. Đảm bây lục bằng bát cháu cùng ai miên vọt tầm miên được nông mua lật hán phong đài.